thử thách sinh tồn bước sang ngày thứ 3. Ở Tasmania lúc này chỉ còn 7 người chơi. Trời mưa khiến Mike cảm thấy rất khó chịu. Anh ấy thực sự chưa ăn bất cứ thứ gì kể từ khi đến đây. Bản thân Mike cũng biết rằng tham gia cuộc thi này, phần khó khăn nhất sẽ là nạn đói. Để chuẩn bị cho cuộc thi khốc liệt này, anh ấy đã chủ động tăng 19kg chỉ trong 2 tháng. Nếu như những ngày tới không kiếm được thức ăn, thân hình và vóc dáng của anh sẽ trở lại giống như 2 tháng trước. Đã từ rất lâu rồi anh mới cảm thấy bụng lại cồn cào đến vậy. Để không phải bị loại vì vấn đề nạn đói, kế hoạch hôm nay của anh là cần phải thu thập thức ăn để nuôi sống cơ thể. Mike cũng nghĩ đến việc câu cá, nên trước tiên cần chế tạo cần câu. Sau khi tìm được nhánh cây vừa ý, bước tiếp theo là tìm một miếng mồi chất lượng. Đi đến thân cây to trước mặt, Mike hy vọng sẽ tìm được một thứ gì đó tương tự như sâu bọ. Rất may, sau khi dùng búa bổ vài lần, cuối cùng anh cũng thấy được điều mình muốn. Có một con nhộng to béo đang nằm gọn trong đó. Đây chắc chắn là miếng mồi chất lượng dành cho lũ cá. Bước tiếp theo, móc mồi vào lưỡi câu và cho xuống nước. Sau khi cố định, Mike ngồi chờ đợi ở một khoảng cách gần. Để không lãng phí thời gian và tăng khả năng bắt được cá, anh ấy sẽ tiếp tục tìm kiếm mồi câu. Mục tiêu vẫn là thân cây to trước đó. Nhưng làm việc chưa được một phút, Mike đã cảm thấy rất mệt, có lẽ là do quá đói. Chính vì thế, anh đành gác lại công việc và quay về trại để nghỉ ngơi. Bên này Kate đang ngồi nghe tiếng quạ kêu, một âm thanh tồi tệ tương tự như cái bụng đói của cô. Cô ấy yêu ngành thực vật học và có nhiều kinh nghiệm trong việc biết thực phẩm nào có thể ăn được. Tìm kiếm thức ăn trong rừng, Kate phát hiện ra 2 cây nấm khá to. Nhưng tham gia cuộc thi này đã có nhiều lời khuyên không nên ăn nấm nếu bạn không chắc chắn. Chính vì thế Kate đã chọn loại cây cói này, phần gốc trắng muốt là điều mà cô ấy mong muốn. Khá ngọt và mềm. Là một nhà sinh vật học, Kate đã đi rất nhiều nơi khắp nước Úc, tìm kiếm các loài thực vật và động vật mới. Cô ấy thích tự bản thân mình khám phá tự nhiên, và đã khám phá hầu hết những con đường mang tính biểu tượng của Úc. Tham gia thử thách lần này xem như là một bài kiểm tra cuối cùng trong cuộc đời của cô ấy. Hôm nay Kate sẽ chuẩn bị cần câu để câu cá. Sau khi chuẩn bị dụng cụ câu cá, cô ấy cũng đã tìm được mồi câu chất lượng. Móc con giun vào lưỡi câu, lợi dụng thân cây ngã cặp bờ sông như một bến tàu, thả dây câu xuống nước và đứng đó chờ đợi thần may mắn phù hộ. Hầu hết phụ nữ được khuyên cần nạp 2.000 calo mỗi ngày để duy trì hoạt động các chức năng của cơ thể. Như thế Kate biết thức ăn chính là vấn đề của cô ấy hiện tại. Chúng ta hãy xem cô ấy sẽ đối phó với cơn đói như thế nào. Cảnh quay chuyển đến nơi của Tris. Đêm qua anh ấy mơ thấy được ăn rất nhiều, một vài con sò điệp và cánh gà. Để có được thức ăn chất lượng, Tris quyết định đi săn, hy vọng sẽ tìm thấy những con thú có túi đang ngủ trong một số khúc gỗ hoặc cây trên. Đi đến một gốc cây, Tris phát hiện bên trong có một khoảng trống, nhưng bên trong chẳng thấy dấu hiệu nào cả. Tìm kiếm hồi lâu trong rừng, kết quả chẳng phát hiện được thứ gì. Chính vì thế Tris chuyển hướng sang bắt tôm càng. Đi qua những khúc cây ngã, lần theo con lạch nhưng kết quả cũng không khả quan hơn là bao. Cuối cùng anh ấy đành phải quay về trại trong tay trắng. Cách đây hơn 8km là vị trí của Peter. Với tư cách là một thợ săn nên anh ấy cũng làm việc trong rừng. Nhưng cũng không khá hơn Tris chút nào, đi dạo một lúc cũng không thấy bóng dáng của một con chim. Đã 3 ngày không được ăn thịt, Tris cảm nhận được cần thứ gì đó để đưa vào hệ thống tiêu hóa của mình. Bất cứ loại thịt nào cũng được, miễn có thể nạp đủ 1.000 calo. Đủ để anh ấy có thể duy trì trạng thái hoạt động. Xung quanh đây chỉ có nấm, nhưng Tris không dám mạo hiểm ăn thử. Bởi vì nếu ăn nhầm có thể gây ra ảo giác, nôn mửa hoặc thậm chí là suy nội tạng. Với tài thiện xạ với khoảng cách nửa mét bách phát bách chúng, nhưng hiện tại đã trở nên vô dụng, vùng đất Tasmania này hoàn toàn đánh bại anh ấy. Quay lại vị trí của Kate, lúc này cô ấy đã thành công câu được một con lươn. Dùng một đoạn gỗ, sau đó là vài đòn cứu rỗi về mặt thể xác. Nhìn con lươn tội nghiệp, cô ấy không khỏi chảy nước mắt từ khóe miệng. Như vậy cho đến nay, Kate là người đầu tiên có được protein. Làm thịt sạch sẽ mang về trại và thực hiện làm món hầm. Kate nói cô ấy không thích lươn, cô ấy chỉ thích ăn sashimi. Nhưng cô ấy sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì sống ở đây. 20 phút sau, món ăn cuối cùng đã ra lò. Cho một miếng thịt vào miệng và cảm nhận. Tuy có chút nhờn nhưng thịt rất béo. Các chức năng trong cơ thể ngay lập tức như được nạp thêm nhiên liệu. Cảnh quay chuyển đến nơi của Duane. Anh ấy cũng muốn nhận được chất dinh dưỡng ngay lúc này. Cơ thể anh đã bắt đầu suy sụp. Duane đã tìm thấy một vài con sâu nhỏ. Quá đói nên anh ấy đã cầm một con lên và ăn thử. Nhưng ngay sau đó phải nhổ bỏ lập tức. Loài rết đen nhỏ này có thể tiết ra chất độc khi chúng bị đe dọa. Là nhân viên bảo vệ động vật hoang dã và môi trường. Để phục vụ cho công việc, anh ấy cần có kiến thức sâu rộng về thực vật và động vật. Vậy nên việc tìm kiếm thức ăn trong những bụi rậm là lợi thế của anh ấy. Bầu trời đã đổ mưa ngay sau khi Duane có ý nghĩ tìm kiếm thức ăn. Ngồi trong nơi trú ẩn, anh thấy được những điểm yếu của ngôi nhà và cần phải tu sửa lại trong thời gian tới. Và thứ anh ấy cần phải bảo đảm hiện tại là cần giữ ấm và khô ráo. Cảnh quay chuyển đến nơi ở của Tris. Không có thức ăn, anh cảm thấy có chút thất vọng. Thật không tốt khi ngồi xuống và suy nghĩ. Đã đến lúc làm lưới đánh cá. Cảnh quay chuyển đến nơi của Mike.
Kế hoạch của anh ấy là trong lúc chờ đợi cá cắn câu, anh ấy sẽ làm một chiếc thuyền cai ách. Nếu anh ấy có thể đi đến giữa sông thì kết quả sẽ khả quan hơn. Đầu tiên cần phải thu thập cây và cào hết lớp vỏ. Điều này sẽ làm cho chiếc thuyền không bị thủng bởi những thứ xù xì. Bên cạnh đó, Mike cũng tự làm cho mình một chiếc búa. Phải nói rằng anh ấy có kỹ năng chế tạo rất tốt. Quay lại vị trí của Tris. Mặc dù trời có mưa nhưng anh ấy vẫn mang cần câu đi câu cá. Anh ấy muốn giải quyết cơn đói của chính mình. Đứng chờ đợi một lúc, Tris phát hiện có sự chuyển động. Từ từ cầm lấy cần câu và hồi hộp xem kết quả. Đó chính xác là một con cá. Đây có lẽ là thức ăn vô giá đối với những ngày sống sót ở Tasmania. Tris không khỏi phấn khích. Mới cách đây vài phút rõ ràng anh cảm thấy rất chán nản. Nhưng giờ đây anh đã có được thứ mình cần. Cảnh quay chuyển đến nơi của Peter. Ngay khi cơn mưa tạnh, anh ấy lại tiếp tục tìm kiếm thức ăn. Mọi thứ xung quanh đều là bùn rất dễ bị trơn trượt. Tất cả những gì anh ấy cần là một bóng dáng của một con vật nào đó. Nhưng kết quả lại không như mong đợi. Điều này làm cho Peter cảm thấy rất lo lắng. Điều không may nữa là anh ấy đã bị trượt ngã. Đầu gối va thẳng vào một hòn đá, rất đau. Có vẻ như mọi thứ đang chống lại anh ấy. Cuối cùng Peter lại quay về trại. Ngẫm nghĩ mọi thứ nơi đây đều quá ẩm ướt. Không thể nhóm lửa và quần áo của anh đều đã bị ướt. Anh ấy đã khám phá xung quanh từng centimet và không thấy bóng dáng của bất kỳ con vật nào. Điều đó có nghĩa động vật không có sinh sống ở đây. Nghĩ lại, Peter cảm thấy không có điều gì ở khu vực này cả. Chính vì thế anh ấy sẽ thực hiện một cuộc gọi, yêu cầu tổ chương trình cho anh rút lui khỏi cuộc thi. Với sự ra về của Peter, trên sân lúc này chỉ còn 6 người chơi. Và video của tập này kết thúc ở đây. Ai sẽ là người ra về tiếp theo và các người chơi sẽ đối mặt với những thách thức gì? Hẹn gặp lại bạn ở tập sau.